Xin lỗi. Cái thứ hai em muốn xin lỗi á, là em xin lỗi người thân, gia đình, bạn bè, anh chị, thầy cô và những người đã từng hợp tác với em. Thì cái sự vả miệng lần này của em á là do em, bản thân em, nên là em mong muốn mọi người đừng đừng có nói gì về những người thân của em hết, cũng đừng có nói gì về ba mẹ, anh chị, hay là bạn bè, hay là những người quán xá mà họ đã từng làm việc với em. Cái thứ ba nữa là em muốn xin lỗi đến những người đã từng yêu quý em. Cái livestream này em cũng muốn cảm ơn sự tha lỗi của bà. Em đã đến tìm bà, và bà cũng nhận được cái sự tha thứ từ bà, từ người thân của bà. Thì em cũng rất là may mắn khi được nhận được cái sự tha thứ được từ. Em cảm ơn nữa là em cảm ơn nhà nước, cảm ơn sở, cảm ơn an ninh mạng, cảm ơn đã cho em một cơ hội, đã phạt rất nhẹ em. Em cảm thấy một điều đó rất là may mắn. Thực sự mấy hôm nay em rất là hoảng, em khóa hết tất cả máy, hết tất cả mạng xã hội của em lại, em khóa luôn số điện thoại của em lại, là bởi vì một ngày em phải nhận 1.000 đến 2.000 cuộc điện thoại, rồi tin nhắn Zalo, tin nhắn Facebook, tin nhắn số điện thoại, rất rất là nhiều để công kích em hay chửi bới em. Thì em biết em sai, nhưng mà mọi người ơi, bây giờ em cũng đã đóng phạt đầy đủ, em cũng chấp hành đúng hết tất cả những cái hình phạt của nhà nước đưa ra. Thì em mong mọi người là đừng có gọi hay nhắn tin công kích em nữa. Thực sự mấy hôm nay em rất là stress. Thực sự em bây giờ em không có mong gì hơn là sự tha thứ, tha thứ từ bà. Cái nhân vật ở trong video của em thì bà đã tha thứ cho em rồi, nhà nước cũng đã tha thứ cho em, chấp nhận hình phạt nhẹ nhất với em. Và bây giờ em cũng mong những anh chị cô chú ở trên mạng cũng tha thứ cho em. Em chỉ mong muốn như vậy thôi. Và những anh chị quản trị viên của TikTok có thể cho em một cơ hội để em sửa sai, là em đem đến những nội dung thật là tích cực, thật là văn minh đến cho cộng đồng TikTok Việt Nam. Em cũng ghi ở trong bản cam kết, ngày hôm qua em làm việc thì em đã cam kết hết rất nhiều, và em hứa là em sẽ không bao giờ tái phạm về những cái lỗi như thế này nữa. Tuổi trẻ thì có nhiều lúc em háo thắng, có nhiều lúc em nghĩ mình là đúng, nhưng mà nhận được những cái lời nói và những cái sự dạy bảo của mọi người thì em biết mình sai ở đâu. Và khi em mất đi cái kênh TikTok của em thì lúc đó em mới mất đi kênh TikTok, rồi bị lên báo, lên TV, lên tất cả nhiều thứ. Thì lúc đó em mới biết rằng là em cần phải chấn chỉnh lại bản thân mình.
Và em cũng mong muốn rằng những anh chị ở trên mạng hay là những bạn content creator sẽ không không có gặp sự cố giống như em, và sẽ đem đến cho mọi người ở trên cái không gian mạng này một cái nội dung thật là văn minh, thật là ý nghĩa.